trước mắt khán giả, anh vừa đặt test một bó hát có tổng đầu tư là 34.500.000 nhá. Và bác cùng nghe ca khúc như 20 nào, tháng ngày trời réo neo, con chim kêu chiều chiều, nghe vời vợi hát nhi câu hò sâu lắng, dù đời tình yêu nặng, ơi họ ơi ơi họ, thương sao khi hạ về ngàn lửa đổ phố cây, riêng ai đêm càng dài mưa dầm ngọn héo mây, từng luống đất cay từng ước nguyện mới ướm đất niềm yêu đời, bữa cơm vui đất nuôi người. Màu lung linh bên phá tam giang, nắng đỏ ngang cô lái buông câu hò, ngọt vui hay bên nhau như nhành có đi địa trâu, mặn mà nghĩa vô thế chớ phục vụ câu. Ai đi không hẹn về, sao đậm tình hải quê, bên đi nguyện thề, có chạy lòng bên đêm, quê người mưa nắng, có con tình sâu nặng, hay nhạt phai trong lòng. Bên đây chân trời rộng, trẻ dài đôi chân, bên đây bao cảnh đời cảm nhận lòng bao dung, mưa nắng quê người vẫn sâu nặng, mình tin yêu trong cõi đời từ sáu mai nơi chân trời. Thì với cơ hội này các bác thể hát karaoke và nghe nhạc cùng đỉnh nhá. Một cặp loa Multimity MTB15 nhập khẩu chính hãng, một con đẩy đồng bộ nhà máy Multimity 850, kết hợp với bộ mic Multimity KG38, một chiếc băng số BS Audio KG38. Màu lung linh bên phá tam giang, nắng đỏ ngang cô lái buông câu hò, vui hay bên nhau như nhành có đi nhiều trâu, mặn mà nghĩa phố thế chớ phục vụ câu thì. Ai đi không hẹn về, sao đậm tình hải quê, bên đi những nguyện thề có chạy lòng bên em, quê người mưa nắng có con tình sâu nặng, hay nhạt phai trong lòng. Bên đây chân trời rộng, sức trẻ dài đôi chân, bên đây bao cảnh đời cảm nhận lòng bao dung, mưa nắng quê người vẫn sâu nặng, niềm tin yêu trong cõi đời tựa sóng mãi nơi chân trời, niềm tin yêu trong cõi đời tựa sóng mãi. Các bác nhớ cho hai chuyến và cho thành một like nhá, để cho rất là nhiều món hay. Bây giờ phần kết nhạc các bác cùng nghe nhá. Các bác hãy cắm lên phone nhá, nghe tiếng bát của dòng này nó thả cũng là lời nó vẽ và giải ghép của anh cực hay. Loa Multimity là dòng loa nhập khẩu chính hãng, tất cả công nghệ từ ý nhá, của bát ý của em ấy, kết hợp với con đẩy đúng hãng luôn. Các bác cùng nghe mới 100%. Những đồi hoa xím môi, những đồi hoa xím tím chiều hoang biển,
quá tuyệt vời đúng không? Thì bộ này có tổng chi phí là 34.500 nhé, một cặp loa Multimedia nhập khẩu chính hãng bớt 40 đấy, mát nhất nhập khẩu yếu nhá, Italia loa đến từ châu Âu luôn, hàng mới 100%, và một con đẩy Multimedia đồng đồng bộ hãng nhá, 850 này, và bộ mic Multimedia một chiếc vang số cao cấp của BSIO và đến nguồn. Thì tổng bộ này có trị giá là 34.500 mới 100% nhá. Đây, anh em là có nhu cầu về bộ hát này thì alo em số máy 0936 583 110, khoảng cách hơn 100 cây số lắp tại nhà nhé, và ở xa em phải gửi hàng.